Mà trả lời bài học. Cái máy này nghe được không? Máy này nghe rõ không? Dạ nghe rất rõ ạ. Mình học trên máy này. Bây giờ hôm nay thì mình học bài số 3, phần kinh chuyển Pháp Luân. Đây cũng là một trong những bài kinh quan trọng. Và với người Phật tử thì nó cũng cần phải biết, đó là cái nhiều khi đi chùa bao nhiêu năm, học Phật pháp bao nhiêu, chứ người ta hỏi là Đức Phật giảng bài kinh nào đầu tiên không biết. Và bài kinh chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên được Đức Phật ngài thuyết giảng. Rồi nội dung bài kinh là cái gì thì mình cũng không có biết. Nhưng mà thật ra đây là một trong những bài kinh quan trọng liên quan đến sự tu tập. Nếu có thời gian thì chúng ta cố gắng học thuộc lòng luôn cái bài kinh này, sau bài kinh Hạnh Phúc. Trong bài này thì sau đoạn lịch sử chúng ta có phần văn phạm, đó là lục hợp âm. Đây là cũng một phần văn phạm mới mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong quyển 3 này. Rồi tiếp hợp âm theo cách xóa âm trước. Tức là trong lục hợp âm này nó có cái phần tiếp hợp âm theo cách xóa âm trước. Cái hợp âm này là chúng ta gặp rất là nhiều. Thì chúng ta hôm nay thì chúng ta sẽ học cái công thức của nó. Rồi tiếp vị ngữ của động từ. Cái phần văn phạm hôm nay thì bắt đầu từ bài 3 thì cái văn phạm nó hơi khó một tí. Bây giờ thì chúng ta đọc phần đoạn lịch sử trước để chúng ta học phần từ vựng. Để học phần từ vựng. Để xem coi có thể nào. Bây giờ mời cô Phước Chuyên đọc cái đoạn lịch sử này giúp sư tí đi. Lịch sử cuộc đời Đức Phật. Một thời, Đức Thế Tôn ngự ở Varanasi, tại Isipatana Lộc Uyển. Tại đấy, Thế Tôn gọi chúng năm tỳ khưu đến và thuyết kinh chuyển Pháp Luân. Nội dung của kinh này được bậc đạo sư giảng về hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên thực hành theo. Hai cực đoan ấy là sự đắm say trong các dục và sự tự hành khổ khổ mình. Tiếp đó, Tứ Thánh Đế là khổ Thánh Đế, tập Thánh Đế, diệt Thánh Đế và khổ diệt hành lộ Thánh Đế cũng đã được Ngài tuyên thuyết. Khi Đức Thế Tôn đang thuyết giảng kinh này, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sinh khởi đến tôn giả Kondanya nhá. Pháp nào có tánh tập khởi, tất cả Pháp ấy cũng có tánh hoại diệt. Biết được điều này, Bậc Đạo Sư đã thốt lên lời cảm thán. Kondanya nhá đã hiểu được, Kondanya nhá đã hiểu được. À, con xin hết ạ. À, còn một khúc nữa à. Cũng với bài kinh này, Đức Thế Tôn đã khiến các tỳ khưu còn lại lần lượt chứng được dự lưu quả vào những ngày sau. Tất cả chúng năm tỳ khưu đều được xuất gia lên bậc trên bằng hình thức xuất gia thiện lai tỳ khưu. Dạ con xin hết ạ. Để làm phần lịch sử, bây giờ chúng ta sẽ học một số từ vựng liên quan đến đoạn lịch sử trên. Chúng ta nghe đọc trước rồi mời lớp giơ tay lên em tập đọc. Đây đọc cho mình nhớ một ít từ vựng ha. Bây giờ thì mình đã đọc được, rồi mình tập đọc để mình nhớ một số từ vựng để mình học cho nó dễ. Tại từ vựng ở trong quyển 3 này thì nó hơi khó. Atthát anh tá atakila mát thà nu dù gù atakila mát thà nu dù gù ariya sacha anh nhà sĩ athi gạch cha pê tí amante tí udapa đi udapa tí udana udane tí ê căng sám văn ê hi thích khu bá sâm bá đà ê hi thích khu bá sâm bá đà kà mê su kà mạ su khal lý ca nu yô gô kà mê su kà mạ su khal lý ca nu yô gô còn đành nhé.
nhạc tòa đắc sân đề xin lỗi đề xì á tí đề xì á tí đúc khăn Ariya sách chàng đúc khăn Ariya sách chàng đúc khá sa mục đầy dù Ariya sách chàng đúc khá sa mục đầy dù Ariya sách chàng đúc khá ni rô thù Ariya sách chàng đúc khá ni rô thù Ariya sách chàng đúc khá ni rô thà gà mini và đẹp đà Ariya sách chàng đúc khá ni rô thà gà mini và đẹp đà Ariya sách chàng thầm ái chắc khu thầm ái chắc khu Niro tha tham á, Niro tha tham á, Pành gia quắc kỳ giá, Pành gia quắc kỳ giá, Papa chi ta, Paka si ta, Phạ ga hoàn tu, Thích khu, Thành nhà mà ná, Thành nhà mà ná, Lắp tí, Vi hạ ra tí, Quỳ già karna, Quỳ già karna, Viraja, Vitamala, Vitamala, Se Vitappa, Se Vitappa, Samudaya Thamma, Samudaya Thamma, Anuppappena, Anuppappena, Sotapattipala, Sotapattipala. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để em đọc phần từ vựng này. Có bước chuyên anh mời lớp đọc từ vựng giúp xem. Dạ. Xin mời học viên Kim Cúc ạ. Dạ. Dạ thưa sư, con xin đọc từ vựng ạ. Cắt thá là nội dung. An tá là cực đoan. Ác tá ký la má. Tha nú yoga. Sự tự hành khổ mình. Ariya sắc chá. Thánh đế anh nha tích xí đã hiểu rõ á thi gác cha bê tí khiến đạt được am anh tê tí gọi đến gọi ú đá ba đí đã sinh khởi ú đá bách chá tí sinh khởi phát sinh ú đa ná lời cảm thán ú đa nê tí thốt lên nói lên ê căng sa ma văn một thời ê hí bích khu bá sam bá đa sự xuất gia lên bậc trên bằng hình thức thiện lai tỳ khu ca mê xú ca má xú khá lý ca má xú khá lý ca nú vô gô sự đắm say trong các dục con đanh nhá kiều trần như nhá toa sau khi biết đề si giá tý được thuyết đúc khăn ái giá sắc chăng khổ đế. À, mỗi người đọc một trang được à, mỗi người đọc một trang được à. Rồi, dạ thưa sư con mình hết ạ. Dạ. Dạ bạch sư con xin đọc bài. Dukkha samudayo ariya sacchang. Dukkha nirodho ariya sacchang. Dukkha nirodha gamini patipada ariya sacchang. Dhamma chakkhu pháp nhãn. Nirodha Dhamma, pháp có trạng thái diệt. Pañca quắc ký giá, nhóm năm chúng năm người. Papacitta, bậc xuất gia. Pakacitta, đã tuyên thuyết. Phá quan tú, đức thế tôn. Quyết khú, tỳ khu. Pañña mana, đang thuyết. Lappati, được, có được. Quý ha ra tí, ngự. Quay gia cá ra ná, sự giải nghĩa. Quý rá chá, không nhơ bẩn, ly trần. Quý tá ma lá, không vết nhơ, không cố ế. Xê quý tắc bá, nên thực hành, nên thân cận. Xá mú đá giá thăm mát, pháp có tánh tập khởi. Á nú búp bê ná, tuần tự lần lượt. Dạ, con xin hết ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Át thá nội dung, ăn tá cực đoan,
Atta ký lá má tha nú dô gá, sự tự hành khổ mình, á rí giá, sách trá, thánh đế, ăn nha xí, đã hiểu rõ, á thí gách cha pê tí, khiến đạt được, aman tê tí, gọi gọi đến, u đá pa đí, đã sinh khởi, u đá bách trá tí, sinh khởi phát sinh, u đa ná, lời cảm thán, u đa nê tí, thốt lên, nói lên, ê căng sa ma răng một thời, ê phí quích khu pa sam pa đa, sự xuất lên, sự xuất ra lên bậc trên bằng hình thức, thiện lai tỷ khưu, ca mê xú ca má su khá lý ca nú dô gô, sự đắm say trong các dục, côn đan nhá kiểu trần như nhát toa, sau khi biết đê xí giá tí, đê xí giá tí được thuyết, lúc hằng á lý giá sách trăng khổ thánh đế. Bạch sư con đọc xong rồi ạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, thưa sư xin đọc bài. Lúc khế sa mu đê dù á lý giá sách trăng khổ tập thánh đế, lúc khế ni rô thù á lý giá sách trăng khổ dược thánh đế, lúc khế ni rô thôi đi rô thế gà mi nì bát tí bát đề a ri ye sắc chân khổ diệt hành lộ thanh đế, tham mắt chắc khú pháp nhãn ni rô thế tham má pháp có trạng thái diệt phần chế quách lý giá nhóm năm chúng tuyệt người bắp bát bắp bé trí tế bậc xuất gia bắp kè sĩ tế bất kể sĩ tú để tường thuyết phá ghé quanh tú đức thế tôn phít khú tỳ khu phần nhà mê ná đèn thuyết la pha tí được có được quý ha ra tí ngữ quy ghe ca ra ná sự giải nghĩa quý ra tré không nhơ bẩn ly trần quý ta mê lá không vết nhơ không cấu ối sư quý tấp bé nên thực hành nên thân cận sẽ mua đá giá tham má pháp có tính tập khởi cái núi bú búp bê ná cùng tự lần lượt sơ tè bé tí bát tí phá lá quẻ dự lưu. Dạ thưa sư xin hết con cảm ơn. Ách thá nội dung, anh tả cực đoan, ách tà ni, ách tà kỳ la má, than ngũ rô cá, sự tự hành khổ mình, a di đà sắc trá, thánh đế, anh nhà sĩ đã hiểu rõ, a thi vát cha tê tí, khiến đạt được, a mang tê tí, gọi gọi đến Uda Pa Đí đã sinh khởi, Uda Tất Chà Tí sinh khởi phát sinh, Uda Ná lời cảm thán, Uda Nê Tí thốt lên nói lên, Ê Căm Sám Văn một thời, Ý Ý Phích Khu Tá Sâm Tá Đa sự xuất ra lên bậc trên bằng hình thức thiện lai tì khi ta mi su ta ma su han han li ta yo go tự đắm say trong pháp dục quân đánh nhá kiều trần như nhá toa sau khi biết đây si giá tí được thiết đúc hầm a di giá sắc trăng khổ thánh đế. Và khi sư con đã đọc xong ạ. À, cảm ơn. Dạ thưa sư, con xin đọc ngữ vựng. Dukkha sammudayo ariyasacchang khổ tập thánh đế.
Dukkha Nirodho Ariya Satyam khổ diệt thánh đế. Dukkha Nirodha Kagamini Patipada Ariya Satyam Dhamma Chakkhu pháp nhận thá dhamma pháp có trạng thái diệt. Thành cha quá ghi giá nhóm năm chúng năm người. Papa chí tá bậc xuất gia. Paka sĩ ta đã tuyên thuyết. Baga hoành tú Đức Thế Tôn biết khú tỳ khu. Thành nhá mà ná đang thuyết. Lắp phát tí được có được. Quý há ra tí ngự. Quê già khá ra nó sự giải nghĩa. Ví ra chá không nhơ bẩn ly trần. Ví tá má lá không vết nhơ không cấu uế. Xê quý táp bá nên thực hành nên thân cận. Sa mú đá giá tham má pháp có tính tập khởi. Anu búp bê ná tuần tự lần lượt. Dạ thưa sư, con xin hết. Rồi, cảm ơn. Rồi. Bây giờ chúng ta học phần văn phạm ha. Đầu tiên đó phần luật hợp âm. Luật hợp âm trong tiếng Bali người ta gọi nó là san thí. Trong các sứ Phật giáo thì cái bộ văn phạm thường cái phần này nó được xếp vào cái chương đầu tiên sau cái phần học phụ âm và nguyên âm. Thì người ta xem cái phần này vào. Dạ. Thì tùy theo sự sắp xếp của giáo trình theo cách học thuộc lòng. Dạ. Nhưng mà vì cái phần này á nếu mình nói nó dễ thì nó cũng dễ, nhưng mà nếu mình nói nó khó thì nó cũng khó. Lý do là nó có rất nhiều công thức. Dạ. Và cái công thức đó mình chỉ khi nào mình hiểu, mình áp dụng được ở trong bài dịch, tức là khi mình thấy nó, mình biết nó là thuộc ở dạng nào. Dạ. Thì chúng ta mới thấy dễ được. Còn không, nếu mà chúng ta chỉ học trên bài như vậy thôi thì chúng ta sẽ thấy nó rất là khó, tại nó gần gần giống nhau. Dạ, gần gần giống nhau. Thì san thí ở đây tức là phép nối ghép hai chữ của hai từ với nhau để thuận tiện trong việc phát âm. Luật học âm được chia ra ba trường hợp. Một gọi là sara san thí, luật học hợp âm nguyên âm, là phép nối ghép giữa các nguyên âm với nhau. Thứ hai là chen chana san thí, luật hợp âm phụ âm, là phép nối giữa một nguyên âm và một phụ âm với nhau. Thứ ba là nikahita san thí, luật hợp âm với ăn, là phép nối ghép giữa ăn với một nguyên âm hay một phụ âm với nhau. Thì đây là ba cái phần lớn ở trong chương luật hợp âm này. Yeah. Vậy từ bài 1, từ bài 3 đến bài 8 thì người ta cho mình biết đó là phần học về luật học âm mà nó thuộc về nguyên âm. Thì ở đây là cái phần đầu tiên của luật học âm nguyên âm. Thì mình học về cái tiếp học âm theo cách xóa nguyên âm trước. Tiếp học âm theo cách xóa nguyên âm trước. Luật hợp âm nguyên âm sara san thí có nhiều hình thức. Trong bài này chúng ta chỉ học về tiếp hợp âm theo cách xóa nguyên âm trước. Hình thức
Những hình thức tiếp hợp âm theo cách sáu nguyên âm trước gọi là Hopat, Sra, Lu, Pat, Sam, Thi. Để làm có chữ Hopat là trước, Sra là nguyên âm, Lu, Pat là sáu, Sam, Thi là cách chết. Thì có một số các trường hợp sau. Thấy là nó rất nhiều trường hợp. Để trường hợp thứ nhất, hai đoạn nguyên âm giống nhau, tức là cả hai nguyên âm đều là nguyên âm ngắn. Ví dụ như mình có như là á á, á và á, ý và ý, ú và ú. Khi gặp nhau thì sáu nguyên âm trước và trường âm nguyên âm sau. Ví dụ ở đây mình có là ná, anugacchati. Thì ở đây mình có hai nguyên âm giống nhau. Hai nguyên âm giống nhau đó là á và á. Thì người ta nói cho mình biết đó là sáu nguyên âm trước trường âm nguyên âm sau. Tìm được là nanugacchati. Và một nguyên âm nó bị xóa, trong trường hợp này mình ký hiệu nó bằng cách thêm một cái dấu phẩy để cho mình biết nó. Thứ hai, cái thí dụ thứ hai, ví dụ như là ác khí với lại y tí, tìm được là ác khí tí. Ác khí tí. Thì trường hợp này là chúng ta gặp nhiều, tức là hai chữ ý giống nhau, sau khi mình sau khi nó gặp nhau thì mình bỏ cái nguyên âm trước đây, bỏ cái nguyên âm trước rồi mình trường âm cái nguyên âm sau. Thí dụ hôm nay mình gặp ở trong bài tập đó là gachati tí, hoặc là gachami tí, ví dụ vậy. Tức là hai trường hợp là âm ý, rồi khi mà gặp nhau thì người ta xóa bỏ nó một chữ rồi trường âm một chữ lên. Thì trong cái cách ghép âm này á, có một số ghép âm á, khi mình ghép âm xong thì mình có thể sử dụng nó dịch được luôn, nhưng một số á, là mình đến khi mình dịch á, mình phải tách ra. Ví dụ như là ở trường hợp trên nanugacchati, thì anugacchati là đi theo, nanugacchati là không đi theo, tại cái chữ ná nó là không. Nhưng mà thí dụ như là akhiti thì mình muốn dịch mình phải tách nó ra thì mới được. Tại vì chữ ác khí là con mắt, y tí là. Cho mình tra từ vựng, nó không có, từ điển nó không có, nó không có chữ là ác khí tí. Nó không có vậy. Để đó là một số ghép nguyên, ghép hợp âm mà chúng ta phải để ý nữa. Trường hợp thứ ba, thí dụ như là pahu và upakaro, thì nó được là pahu upakaro. Thì ở đây mình có hai âm u. Hai âm ú là hai âm ngắn. Khi ghép lại thì người ta bỏ một chữ và trường âm một chữ lên. Thì đó là trường hợp mà hai nguyên âm đều là đoạn âm và giống nhau. Trường hợp thứ nhất, chúng ta không thấy để ý nó như vậy, cho bài học thì chúng ta không thấy nhớ nó nổi đâu, nó nhiều lắm. Nhưng mà để ý để đến khi mình dịch ở trong bài tập á, để trong bài tập để mình nhớ nó, cho nên mà học từng từng cái thì rất là khó. Cái trường hợp thứ hai đó là hai trường nguyên âm giống nhau như e và e chẳng hạn, thì khi gặp nhau thì chỉ cần xóa nguyên âm trước. Tức là ở trường hợp nếu mà hai nguyên âm nó là trường âm, nó có thể là, tại vì mình có mấy cái trường âm đó, mình có là a i u e o, ở đây người ta không, tức là không tìm thấy được cái những trường hợp kia, cho nên chỉ ở đây người ta chỉ liệt kê cho mình một trường hợp là thí dụ như trường hợp e và e. Nhưng mà sau này nếu mình gặp ở trong dịch thuật mà mình gặp là hai trường hợp nguyên âm dài như thế này, thì mình chỉ xóa cái nguyên âm trước và giữ nguyên cái nguyên âm sau. Thí dụ như là khi mình gặp là sắp p với lại e quá, thì nó là sắp p quá.
thì sắp pê quá mình muốn dịch được là mình phải tách nó ra. À, mình muốn dịch được thì mình phải tách nó ra. Mấy dịch nó tách nó ra đó là sắp pê, là tất cả. Rồi y quá như vậy, ê quá như vậy, hay là nó là từ điểm. À, đó là trường hợp thứ hai ha. Hai trường hợp nguyên âm dài và giống nhau. Trường hợp thứ ba đó là hai đoạn nguyên âm không giống nhau, tức là nó nguyên âm ngắn nhưng mà thay vì nó giống nhau thì bây giờ ở đây nó là khác nhau. À, là khác nhau, khác nhau. Ví dụ như là mình có là ác với ý, ác với ú, hoặc là ý với ác, hay là ý với ú, hoặc là ú với ác, hoặc là ú với ý. Thì khi gặp nhau thì người ta cũng xóa nguyên âm trước. À, xóa nguyên âm trước. Ví dụ ở đây mình có đó là xì tá với ú đắc căng. À, xì tá với ú đắc căng thì nó là xì tú đắc căng. À, xì tú đắc căng. Yeah. Thì ở đây nó là á với ú. Trường hợp 2 mình có đó là chát tu hí. Chát tu hí là 4, số 4 người ta chia nó. Áp pa dê hí. Chát tu háp pa dê hí. Dạ, chát tu háp pa dê hí. Thì ở đây là dạng ý với á. Thì ở đây chữ ý nó xóa bỏ đi. À, nó bị xóa bỏ đi. Dạ. Mấy trường hợp này khi chúng ta học từng bài chúng ta sẽ thấy nó dễ, nhưng mà nếu mà người ta cho nó là khi mình học nhiều bài rồi người ta cho nó để mình tách ra, mình không phải dễ tách nó được. Tại vì khi mình tách đó, mình còn phải biết là cái chữ này nó được chia từ cái chữ nào, cái chữ gốc của nó là gì. À, nó rất là khó chứ không phải dễ. À, cái trường hợp thứ ba đó là thí dụ tách trá với là y mê, thì nó được là tách trí mê. À, tách trí mê thì ở đây mình có dạng ác với ý. À, dạng ác với ý và chữ ác ở đây nó bị xóa bỏ đi. À, được là tách trí mê. Rồi à, hoặc là trường hợp panh chá hí upa lý. Panh chá upa lý thì ở đây mình có là ý với ú. À, ý với ú thì à, chữ ý ở trong trường hợp này nó bị xóa bỏ. À, dạ, bác sĩ vậy kiểu... khi mình bác sĩ cho con hỏi thăm, khi mình xóa bỏ mình ghép âm vậy bác sĩ, rồi cái nghĩa nó có bị đổi không sư, thưa sư? Cái này là tại vì cái các chữ này giống sư nói lúc nãy á, nó không phải là mình ghép vào như vậy làm dịch nó được, nó chỉ một số nhỏ làm dịch nó được thôi, còn các phần lớn các chữ còn lại, tại cái này nó chỉ là ghép để dễ đọc chứ nó không phải là dạng danh từ ghép. Yeah. À, cho nên mình muốn dịch nó là mình phải tách nó ra chứ mình không dịch gì được. Ví dụ như là ở đây tách trí mê, mình không phải thể dịch là tách trí mê là cái gì được. Mà chữ y mê ở đây là này, tách trá ở đó, tại đó. Bây giờ mình tách trí mê mình dịch nó làm sao? Này tại đó hả? Không dịch được. Mình phải tách nó ra. Rồi xem coi ở trong câu đó nó bổ nghĩa cho cái chữ nào, nó là tạng từ hay là cái gì đó, rồi mình dịch nó. Ừ. Ở đây nó chỉ là ghép lại, thứ nhất là để cho ngắn gọn, thứ hai là để mình dễ đọc. Cái chương này nó chỉ có vai trò là như vậy, chứ nó không phải là dạng danh từ ghép. À, mình sẽ có một chương học về danh từ ghép, nhưng mà chương đó sẽ được sắp xếp ở quyển 4. À, quyển 4 mình mới học về cái chương danh từ ghép. Rồi trường hợp tiếp theo đó là hai trường nguyên âm không giống nhau. Ở trên là hai đoạn nguyên âm không giống nhau, ở dưới là hai trường nguyên âm không giống nhau. Ví dụ như là A và E, I và O. À, thì khi gặp nhau chỉ cần xóa nguyên âm trước. À, ví dụ như là tát tha với e quá thì nó là tát thi quá. À, mấy cái này mình tra từ điển nó không có. Dạ. Mà khi mình gặp như vậy á, là mình phải nhớ lại cái hợp âm của nó đó, nó ở dạng nào.
À, rồi từ đó mình mới dịch nó được. Bikuni với Owado thì ở đây nó dạng y với o thì nó thành trở thành là Bikuno Wado. Thì chúng ta phải tách nó ra, những trường hợp như mình phải tách nó ra thì chúng ta mới dịch nó được. Hợp tiếp theo đó là hai nguyên âm không giống nhau. Nguyên âm trước là đoạn âm và nguyên âm sau là trường âm. Hồi nãy là hai trường hợp đoạn, hai trường hợp trường. Còn bây giờ đó là đoạn âm và trường âm nó gặp nhau. À, thí dụ như là A với A, Y với Y, U với A. À, thì nó cũng được phép đó là xóa nguyên âm trước. Thí dụ như là Y tha A gata ta, tìm được là Y tha gata. Y tha gata tức là cái nguyên âm trước nó bị xóa đi rồi nó ghép lại với A gata thì nó được là Y tha gata. Giờ mình muốn dịch nó thì mình phải tách nó ra, phải nhớ đem tách nó ra. Y tha là ở đây, rồi A gata là đã đến, như vậy. Rồi no hi e tăng, nó là no hi tăng. Thì ở đây nó là dạng y với e, chữ y nó bị xóa bỏ đi, nó ghép lại với e tăng. Samme tu ayasma, nó ghép lại nó là samme tayasma. Thì ở đây nó là dạng u với a, dạng u với a, rồi chữ u nó bị xóa bỏ đi. Rồi trường hợp cuối cùng đó là nguyên âm trước là đoạn âm, hai trường âm và nguyên âm sau có phụ âm ghép. Phụ âm ghép tức là ở phía trước nó có thể là trường âm hoặc là đoạn âm, nhưng ở phía sau của nó là phụ âm ghép. Thì khi gặp nhau chỉ cần xóa nguyên âm trước, xóa nguyên âm trước. Thì ở đây mình có là ví dụ như là Narak với Indo, thì chúng ta thấy là ở ở phía sau nó có chữ ná với chữ đá, nó dạng phụ âm ghép. Người ta nói là thay vì xóa rồi trường âm thì ở đây nó chỉ cần xóa nguyên âm trước rồi ghép, thì được là Nara với Indo thì nó chỉ là Nerindo, hoặc là Panya với Intija mình được là Panyintija, Panyintija, hoặc là Asanto với Ettha là Asantittha. Thì đó là một số công thức liên quan đến xóa nguyên âm trước. Mình có 5-7 cái công thức như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thử để mình tách thử các nguyên âm ở phía sau, phía dưới trong bài học này. Chúng ta tách thử ha. Giờ ai tách được chữ nào, bây giờ mình từ trên xuống, ai tách được chữ nào thì mình lên tiếng để mình tách chữ đó. Bây giờ chữ thứ nhất là Akhi Tí, ai tách được chữ này lên Bạch tiếng sư con này thì xin tách tách ạ. rồi. Dạ, đó là ác khí cộng với y tí ạ. Y Rồi tí. Akhi Tí, rồi tiếp theo Y Tha với Y Tha Gata. Dạ, con cách thử hết sức. Y Rồi. tá. Gata. Rồi. Tiếp theo chất tu hấp ba di hi. Con tách sư. Cái này chát tú. Chá tú cộng với hu há ba chê tí. Cái chữ này là nó bị viết sai rồi. Cái này cái dấu phẩy này nó viết sai ha. Sư. Đi chơi. Cái dấu phẩy này nó sao chữ H ha, cứ tưởng là được là bỏ cái dấu. Bài học mình có hồi nãy là chất tu hí với áp ba gì hí, cô vừa thấy tắt khi mà mình tắt là ác khi tí
làm tách ác khí với ý tí, làm tách theo công thức nào? Dạ bạch sư, con xin cho công thức là để con xem lại một chút ạ. Hai đoạn nguyên âm. Dạ bạch sư, cái đó là hai đoạn âm ạ. Ý và ý ạ. Dạ. Ý và ý, đúng rồi. Tức là khi mình tách xong mình phải nhớ công thức á, thì mình làm như vậy thời gian làm nhớ. À, tức là hai nguyên âm ngắn giống nhau. Mình có thể nói ngắn gọn như vậy. Hai nguyên âm ngắn giống nhau. À, thì ở trong trường hợp này nó là ý với ý. Rồi thì cô dì bảo cái phần thứ công thức coi. Dạ bà sư, là ý thá là hai đoạn âm á. Hai đoạn nguyên âm. À, tức là hai nguyên âm ngắn. À, hai nguyên âm ngắn. Rồi được rồi. Rồi còn số 3, còn số 3 mình sửa lại giùm sư tí ha. Tức là chất tô hát với áp bà gì hí. Cái dấu phẩy nó nằm ở sau, phía sau chữ hát. Mình chỉnh lại cái phần đó giùm sư. Rồi cô cút cách lại đi. Cô dạ thưa cô. Dạ. Như vậy thì con cũng cũng tách là chất tu há ba chê tí. Thì cái này là hai trường hợp, nó là hai nguyên âm giống nhau. Ủa, cái này chắc tu hú, chắc tu hú, chắc tu hú. Một cái trường âm với lại một cái đoạn âm. Không phải. Cái này là chắc tu hí. Nãy mình có cái nãy mình có cái công thức nè. Có cái bài học là chất tô hí. Đi nè. Chất tô hí nguyên âm. Chất bài gì hí. Thấy không? Dạ. Bây giờ nó công thức của nó là gì? Cái này là hai đoạn âm mà khác với nhau. Đúng rồi. Hai đoạn nguyên âm không giống nhau. À, hai đoạn nguyên âm không giống nhau. Mình chỉnh lại cái dấu phẩy này giùm sư nha. Dạ. Rồi ai tiếp theo là cha giang. Ai tách cha giang? Rồi chắc với ai giang? Công thức. Đoán em. Công thức là gì? Đoán em. Hai đoạn. Hai đoạn nguyên âm giống nhau. Đúng rồi, hai đoạn nguyên âm giống nhau ha. Hai nguyên âm ngắn giống nhau, nói vậy cũng được. Rồi ai tách cái chữ tách trí mê? Dạ thưa sư, con tách xem. Tách trí mê là tách trái với ý mê. Rồi tách trái với ý mê. Dạ. Hai cái nguyên âm này khác nhau. Hai nguyên âm ngắn. Dạ, hai nguyên âm. Chúng ta phải nói âm ngắn âm dài nha, tại nó có phân biệt âm ngắn âm dài, cho nên phải nói rõ là hai nguyên âm ngắn hay là hai đoạn nguyên âm không giống nhau. Rồi ai tách chữ ni thác? Cái này là con tách nha sư. Rồi tách đi. Cái này là ná y thá. Thì cái ná này là ná với lại ý thá. Đúng rồi. Thì cái này là hai nguyên âm giống nhau. Hai gì? Ủa không. Ná với ý thá. Đây là hai đoạn âm. Hai đoạn âm. Hai nguyên âm mà đoạn âm á giống nhau. À, hai đoạn nguyên âm không giống nhau. Tại cái gì? Ná với ý thá mà. À, dạ không giống nhau, không giống nhau. À, không giống nhau. À, không giống nhau. Chúng ta làm sao mà chúng ta chỉ nhìn bao nhiêu từ đây mà chúng ta tách được là chúng ta thuộc bài nãy rồi đó. À, chúng ta tách xong, chúng ta nói, tách xong nói là coi như mình thuộc bài. Không cần học, không cần xem cái trên đó.
À, thì khi mình hiểu rồi thì nó sẽ Thế dễ sao? như vậy. Gì? Cho con hỏi ngô di thá hay là đá di thá? Nhìn ngô di thá Cái gì? Cứ di nghe không được, thá nó bị là nô di thá. Dạ, cái từ ni thá là nô cộng ý ý thá không thưa sư? nô hoặc là nát cũng được, tại chứ nô với nát là nó giống nhau, cái nghĩa nó giống nhau, tức là mình tách ra mà mình có thể dịch Dạ. nó được là được. Dạ. À, tại mình tách nát thì nó cũng dịch là không, bây giờ nô nó cũng dịch là không. Nhưng mà cái công thức nó khác nhau à, nếu mình tách nô là cái công thức nó khác nhau, tức là nát với ý thác thì đó là hai đoạn nguyên âm không giống nhau. Bây giờ nếu mình tách là nô với ý thác thì công thức nó làm sao? Trường âm hai trường âm. Đâu trường âm được, đâu có hai trường âm. Một Nguyên âm trước là trường âm. nguyên sao là đó em Nguyên âm thấy sau ra là đoạn âm. ni ni thá bạch sư như vậy là đọc ni thá. Ở đây mình có nè, hai nguyên âm không giống nhau, nguyên âm đầu là trường âm, nguyên âm sau là đoạn âm. Sáu nguyên âm đầu và trường âm nguyên âm sau. Di thá Tức là nguyên âm trước là trường âm, nguyên âm sau là đoạn âm. À. Còn nếu mà mình tách ở dạng nát với y thác thì nó là hai nguyên âm, hai đoạn nguyên âm mà không giống nhau. À. Rồi tiếp theo ai tách chữ Narindo? nó đã Ai tách chữ đó? Nhanh lên, ai tách để mất thời gian. Ai sao tách được tách. nó ra cũng như Indo Nó bài học. là quen âm, quen trước là đoạn âm hay trường âm sao có phụ âm là phụ âm ghép thưa sư. Sao cô Tình Hạnh nói sao mà sư ở đây sư nghe đứt đứt, sư nghe không có được liên tục à? Rồi bây giờ ai tắt tiếp theo đó là phần Manu cái chất tí. Dạ thưa bạch sư con sư. xin tắt ạ. Rồi Na. Dạ thưa cô dự bạch Anu cái tí. Na Anu gắt chá tí bạch sư ạ. Thì là rồi đọc là Na Nú gắt chá tí. Bài học. Dạ bài học là hai đoạn âm, hai đoạn âm á bạch sư. Hai đoạn âm á làm sao? Hai đoạn nguyên âm giống nhau. Dạ hai đoạn nguyên âm giống nhau. Dạ. Ừ. Chúng ta phải nói gì nó mới tổng quát được bài học. Còn mình nói hai đoạn nguyên âm á thì nó đâu hết bài học. Đây, phải hai đoạn nguyên âm giống nhau thì trong đó nó có á với á, ý với ý, u với u. Mình phải nói như vậy mình mới nhớ được tổng quát bài học. Rồi trường hợp này thì nó dạng á với á. À, chúng ta tập tập nó nhớ nó vậy. Giống bây giờ sư đấu thuộc mấy bài giống lúc nãy, nhưng mà bây giờ sư nhìn vào các công thức này thì sư nói được. Chứ thuộc không có thuộc. Mình Dạ. Rồi bây giờ ai tách cái chữ panh panh chát hú pa lý? Ai tách được chữ này? con tách thử nha sư. Chữ này Rồi. là Ban Chá Hí Ú Ba Lý. Rồi, công bài học. Hai nguyên âm, hai hai nguyên âm mà khác nhau. Hai đoạn nguyên âm khác nhau. Đoạn nguyên À. khác nhau. Dạ. Ừ. Thì ở đây nó là dạng y với u. Hai dạng y với u.
Rồi bây giờ bành nhìn tí giá, ai đặt được bành nhìn tí giá? Bạch sư con xin tách ạ. Là bành bành giá cộng với in đi giá. Đây là nguyên âm in đi giá. Đây là nguyên âm trước và đoạn âm sau ạ. Hay là trường âm trước và nguyên âm sau? Cái gì? Nói lại coi. Đây là nguyên âm trước ạ và đoạn âm sau ạ. Nguyên âm trước đoạn âm sau là sao? Hai đoạn âm. Hoặc là đây là hai đoạn âm. Hai đoạn hai âm đoạn sau âm. Ạ. Dạ, nguyên âm trước và hai đoạn âm sau ạ. Mày tách làm sao? Nói tách lại coi. Panya và Indriya. Rồi, Panya và Indriya phải không? Dạ vâng ạ. Rồi, như bài học làm sao? Dạ, bài học đây là nguyên âm trước ạ. Nguyên âm trước và gì? Nguyên âm gì trước? Nguyên âm cộng với là nguyên âm trước cộng với lại phụ âm ghép sau ạ. Nguyên âm trước mà nó nguyên âm ngắn là trường là âm, nguyên ạ. Âm dài nguyên âm, là trường âm ạ, là nguyên âm dài ạ. Nguyên âm đầu là trường âm, hoặc là dạ. Nói là nguyên âm trước là âm dài. Dạ. Rồi phía sau là có phụ âm ghép. Phụ âm ghép là in trí ạ. In ý mà. Phụ âm ghép là cái này là chữ n dạ. Với chữ chữ ná với chữ đá. Chữ ná với chữ dạ. Đá là phụ âm ghép. Dạ. Con cảm ơn sư. Panya với Indriya. Để ý. Rồi ai dạ. Tắt được cái chữ Panidang. Vâng ạ. Con ghép. Rồi. Này là Bá Ná Ý Đăng. Rồi, Bá Ná Ý Đăng. Hai khác nhau. Đó là nguyên âm. Đoạn nguyên âm khác nhau. Hai đoạn nguyên âm khác nhau. Hay là hai nguyên âm ngắn mà giống không giống nhau. Rồi. Ai tách chữ có hú bắt cà rô? Dạ thưa con sư. Rồi. Dạ bạch sư là bá hú u bá u bá cà rô. Dạ rồi. Hai đoạn âm giống nhau là ú. À hai đoạn nguyên âm dạ. Giống nhau. Dạ rồi. Hai đoạn nguyên âm giống nhau. Ai tách chữ bhikkhu no wa do? Bác bích khu ni bích khu ni để có dân tắt cái này mà bích khu no ovado bích khu gì không ni. Dạ, nếu con mà... bích khu no sư, tại vì có một chữ hình như là con nhớ có chữ bích khu no. Bích khu no. Nếu mà hai cái thì nó là trường em. Để anh, bài anh giải thích làm sao? Dạ, thì cái này là hai cái nguyên âm gần nhau, sẽ hai cái một hai trường âm giống nhau, thì gần nhau thì bỏ một bớt một cái trường âm phía trước. Cái này nó cũng có thể xảy ra được, tức là bhikkhu no wa do thì nó có thể là bhikkhu no với o wa do là hai trường nguyên âm giống nhau, nó giống như nãy mình có hai chữ e, sở dĩ mình có thể tách như vậy được á là tại vì cái chữ bhikkhu no nó có bhikkhu no là gì, cách thứ mấy có nhớ không? Dạ, con nhớ cái từ này. Cái cuno, cái cách thứ tư hoặc là cách thứ sáu. Khi mình dịch ra, có thể dịch nó được thì là được. Nhưng mà xin ví dụ ở trong câu này nếu mà nó ở trong đoạn văn. Dạ, nếu mà cái chữ picuni nó là chủ từ mà mình tách là picuno làm mình tách không được. Dạ. Tại mình cách picuno là mình không mất chủ từ đi, mình không dịch được. Nhưng mà nếu mà rời như vậy thì mình có thể tắt được. Có thể nó có thể là picuno ovado hoặc picuni ovado thì cũng được. Nhưng mà bài học nó sẽ khác nhau.
nếu mình tách là Picuno Wado Owado, Picuno Wado mà Picuno với Owado thì hai trường nguyên âm giống nhau. Còn nếu mình tách là Picuni Owado thì là hai trường nguyên âm mà không giống nhau. À, bài học nó khác nhau. Rồi, ai chắc tách cái chữ sai cha hăng. Sạch con tắt nha sư, Rồi. chữ này con tắt là sa chê a hang, cái này Rồi. là hai nguyên, hai trường nguyên âm, Sách chê gì? rồi hai hai đoạn nguyên âm, xin lỗi lộn hoài, hai đoạn nguyên âm gần nhau. Sách chê bằng sao đoản nguyên âm được? Ủa, chê là trường âm. À, chê là trường âm. Dạ. Á hăng là đoản âm. À, vậy bài học Một làm trường sao? hợp là một trường âm, một là đoản âm. À, là nguyên âm đầu là trường âm, nguyên âm sau là đoản âm. Dạ. À, bài học nói vậy, nguyên âm đầu là trường âm, nguyên âm sau là đoản âm, thì mình xóa nguyên âm trước, trường âm nguyên âm sau. À, rồi ai tách cái chữ sắp bì quá. Dạ con xin Rồi. sắp bê ê quá Rồi. con dạ có hai trường âm ê nên bỏ trường âm đầu ê chữ ê trường đầm trường âm ê đầu dạ. Có hai trường nguyên âm giống nhau. À, có Có hai hai trường trường nguyên nguyên âm âm giống nhau dạ. giống Hai nhau. trường Ừ, nguyên đó âm giống tập tập nhau bài học. Rồi. dạ con cảm ơn sư. Rồi ai tách cái chữ Samme ta yasma ta yasma. Tắt. Rồi. Sa mê. Dạ, sa mê tố cộng ayasma là hai nguyên âm không giống nhau. Nguyên âm trước là đoạn âm, nguyên âm sau là trường âm thưa sư. Rồi. Dạ. Và tiếp theo đó, ai tách chữ sách thi thác? Sa thí ý đá. Rồi, Còn tắt. tắt đi. Dạ cái này là sát thí ý thá. Sách thi Dạ. y thác. Dạ. Cái Bài này học. là hai trường âm giống nhau. Ủa là hai đoạn âm giống nhau, con nói Cái lộn. đoạn âm nhau, giống nhau. Dạ thì Có bỏ cái ai âm đầu khác hơn? trường âm sau. Dạ. Cái này là Thì sắp thá ý thá được không? Sắp thá thà ý thá. Sắp thá. sát thà với thà À, sắp thá, sắp thá. Cái này thì nó có thể hai trường hợp. Một là mình tách nó là sắp thá với lại ý thác. à. Hai là sắp thà À. với lại ý thác. À. Còn sắp thí với ý thác, tại cái chữ sắp thí nó không có. Cho nên cái chữ sắp thác thì nó được. Sắp thác thì nó là tính từ. Sắp thà thì nó là danh từ. Nhưng chữ sắp thà nó được sử dụng phổ thông. Thì mình tách nó sắp thà với lại ý thác. À, sách thao với lại ý thác. Thì nếu mà sách thao với ý thác thì công thức nó làm sao? Sắp Sách thà thao ý ý thác là hai trường âm ở gần nhau, nhưng mà cái phần sau này có hai nguyên âm, hai cái phụ âm đi sau trường âm nên mình bỏ cái nguyên âm ở đầu không phải, cái sau này nó đâu phải hai phụ âm, cái này một à, phụ âm hay một hai một phụ một âm, một một phụ một âm phụ sao âm mà một để ý dạ cái phụ âm này. dạ hai nguyên âm không giống nhau, dạ nguyên trước là trường âm, nguyên sau là đoạn à, âm thì trước nha, là tại nó trường hai chữ chứ thật sự nó chỉ là một. Nó là bài học này coi. dạ dạ thưa đón sư là sát tha cộng với ít tha hai. Rồi bài học đó. Nói bài học đó. bài học là hai nguyên âm không giống nhau, nguyên âm trước là trường âm và nguyên âm sau là đoạn âm thưa sư. Rồi. Rồi ai tắt cái chữ si tú đắc cát. Dạ bạch sư con xin tách ạ,
là si tá, si tá cộng với lại ú đá khăng. Đây là trường hợp hai đoạn nguyên âm không giống nhau. Ừ, hai đoạn nguyên âm không giống nhau. Rồi, thì đó là cái phần về nhà đó. Nếu mà các tử xem phần bài học thì cũng được để mình nhớ một ít từ ngữ. Rồi cái phần tập tách thì chỉ cần tách bao nhiêu đây là được. À, tập tách bao nhiêu đây và nói hết bài học là được. Tại đây là nó đã có đầy đủ hết phần bài học mình học ở phía trên. À, tách được bao nhiêu đây và nói được hết công thức là 11 các tử mình gặp lại ở trong đoàn văn là chúng ta nó thấy thấy nó rất là dễ. À, những cái học âm này thì nó rất là dễ. À, thì đó là cái cách học về cái cách tách tách nguyên âm là cách dễ nhất. Còn mình học từng phần bài học giống ví dụ nãy chúng ta học không nổi đâu. À, chúng ta học bằng cách là mình nhìn nó rồi mình tách cái mình nói bài học. À, làm vài bài như vậy là tự nhiên chúng ta thấy là chúng ta tách được, thấy là tách được. À, nhưng mà nó cũng đòi hỏi là mình phải nhớ từ vựng một tí. À, tức là sau khi mình tách xong mình coi mình có dịch được không hay không. Hoặc là mình nếu mà ở nhà mình có thể xem tra từ điển là cái chữ đó là có hay không. Thí dụ như cái chữ sắp thi với y thá chẳng hạn, mình tách thì cũng được. Dạ, nói bài học cũng được. Nhưng mà nhiều khi cái từ đó nó không có. À, thì mình sẽ bỏ cái tách khác. À, tách khác. Rồi, đó là phần học âm ha. Coi như là vừa học xong là chúng ta tách được và chúng ta nói được bài học như vậy là khá tốt. À, khá tốt. Yeah. Cho nên nó không còn khó với mình nữa. Và chúng ta có thể đọc lại các đoạn văn ở quyển 1, quyển 2 mà nó có sử dụng các dấu phẩy này nè để mình tập tách nó thêm thì mình sẽ giỏi về cái phần này. À, mình sẽ không còn thắc mắc tại sao nó có dấu phẩy này, sao nó có ý có ú gì đó. À, mình sẽ biết hết. À, khi mình học cái quyển 3 này. À. Bây giờ mình còn cái tiếp vị ngữ của động từ. Bây giờ học thêm cái phần này tí luôn đi ha. Học xong cho nó hết đi. Mình còn 15 phút. Thôi cái phần này thì học biết thêm. Tiếp vị ngữ của động từ. Tiếp vị ngữ của động từ là dấu hiệu để ghép với ngữ căn hoặc động từ cơ bản của 8 nhóm mà lập nên các thể hai lối nói của động từ có 25 tiếp vị ngữ. Tức là mình có 25 tiếp vị ngữ này để ghép với bốn dạng lối nói hôm trước mà mình đã học. À, nhớ bốn lối nói hôm trước không? Lối nói năng động thể, lối nói thụ động thể, lối nói năng tiền động thể, lối nói năng tiền động. À, bốn rồi nói. À, thì 25 tiếp vị ngữ này nó là cái ký hiệu để mình nhận biết nó là ở dạng lối nói nào khi mà nó ghép với ngữ căn hay là với động từ cơ bản. Trong bài học này chúng ta như thưa sư thì có thể nói là động từ chỉ có thể đuôi là những cái này thôi được không sư? Hả? Cái gì có thể nói là những cái động từ trong động từ chỉ có thể những có những cái tiếp vị ngữ, tức là tiếp vị ngữ của động từ chỉ có thể là những trong 25 cái này, không có nằm ngoài cái khác cái này phải không sư? Đúng rồi, 25 chữ này. 25 chữ này là nó nằm ở quá khứ tương lai luôn phải không sư? Ừ, quá khứ tương lai luôn. Nhưng mà nó không có nằm ở dạng phân từ, cái này nó chỉ là ở dạng động từ. À, còn các phân từ thì cái tiếp vị ngữ nó khác nữa. Phân từ thì tiếp vị ngữ nó ở dạng sơ chuyển hoa ngữ với thứ chuyển hoa ngữ. Và trong phần này thì mình cũng có học nó. À, nhưng mà cái này thì nó chỉ dành cho động từ ở trong câu. À, động từ. Mình có là a i e e ya no na u na na pa pa na ha o y ra ne na ya na pe na pa ya kha cha sa a ya i ya a la a ra a la. À, 25 tiếp vị ngữ về đọc thuộc lòng thế này giống như đọc thần chú vậy. Đọc vài ba buổi rồi nó thuộc. À, a i e e ya nu na
na papan ha o yira ne na ya na pe na pe ya kha cha sa a ya i ya a la a ra a la. Trong bài học này thì chúng ta chỉ tìm hiểu về 15 tiếp vị ngữ của năng động thể. Các tiếp vị ngữ này được xem như là dấu hiệu để ghép với ngữ căn hoặc động từ cơ bản để hình thành động từ năng động thể. Như vậy thì ở dạng năng động thể thì mình có 15 tiếp vị ngữ. 15 tiếp vị ngữ. Thật ra là trong các tiếp vị ngữ này á, có một số tiếp vị ngữ là chúng ta gặp nó ở đâu? Có còn nhớ không? À, trong cái tiếp vị ngữ này nè, mình đã gặp nó ở đâu? Dạ, trong 8 ngữ căn. Đúng rồi, trong 8 nhóm ngữ căn. Mà trong 8 nhóm ngữ căn thì nó tách theo từng nhóm. Còn ở đây thì nó xài theo thì. Dạ. À, theo thì à, của năng động thể. Thì ở đây mình có 15. 15 tiếp vị ngữ đó là a i i e ya no na u na na pa pa na ha o yi ra ne na ya. 15 tiếp vị ngữ. Cái này nhớ cũng được, còn không từ từ nó đi. À, từ từ. Ví dụ như là mình có động từ viharati. Động từ viharati mà hôm trước mình học cái kinh hạnh phúc, mình có là e kang samayang pakawa sawati yang viharati. À, thì đây là động từ viharati. Chúng ta học các bài kinh đó mà chúng ta khi mà chúng ta gặp cái từ đó ở ngoài bài kinh đó mà mình nhớ lại được trong bài kinh đó là mình sẽ nhớ rất là tốt. À, nhớ động từ đó được sử dụng ở đâu, cái chữ này được sử dụng ở đâu thì lúc đó làm ly mình sẽ rất tốt. À, tức là mình có được một ít từ vựng dạng nằm lòng. À, và mình nhớ nó xuất hiện ở đâu đó. À, học Bali thì chỉ có cách đó là cách giúp mình nhớ tốt nhất. À, và nhớ dài nhất, khó mà có thể quên được. Thì ở đây mình ở Viharati thì mình có tiếp tục ngữ là ví chữ hara cộng với tiếp vị ngữ á rồi cộng với thì hiện tại là tí. Cái ngữ căn hara nó có nghĩa là mang đi, nhưng mà nó cũng có nghĩa là trú, là ở. À, nó có hai nghĩa. Còn tiếp vị ngữ ví ở đây thì nó thêm vào thôi. À, hoặc là động từ sunati. À, sunati nhóm nhóm xoa đi cái nát đó. À, là nghe. Thì ở đây mình có ngữ căn su cộng với ma cộng với tí. À, no na u na. À, hoặc làm có động từ caro tí là làm, thì nó từ ngữ căn cara cộng với ô cộng với tí. À, làm có động từ amanti tí là gọi, thì mình có tiếp động ngữ a với man tá. Cái chữ man tá này nó còn có nghĩa là thảo luận. À, thảo luận hoặc là thảo luận nữa. Ở đây thì nó xài trong cái ý nghĩa là gọi. À, cộng với tiếp vị ngữ ne cộng với tí. Yeah. Thì khi mà chúng ta thấy các động, nhưng mà cái này phần này nó có một cái khó cho chúng ta, đó là nếu mà mình không phân tích được cái ngữ căn này thuộc về nhóm nào thì so với cái trường hợp thứ tư á, là nó dễ bị lẫn lộn một tí. Tại trường hợp thứ tư này ở dạng e này á, nó có thể xài ở dạng năng động thể hoặc là thụ động thể. À, nó có thể xài ở dạng năng động thể hoặc là thụ động thể. Nó xài ở dạng năng động thể là khi xin lỗi ở thể sai bảo. Nó xin xài bảo, ở dạng năng động thể là khi nhóm ngữ căn đó là thuộc nhóm ngữ căn chú rá. À, nhóm chú rá thì nó sẽ xài ở dạng năng động thể. Còn thí dụ như là động từ cà rô tí mà mình xài nó là cà rê tí, thì cái chữ nê á, trong trường hợp này á, nó không phải là năng thể mà nó là dạng thể sai bảo. Nó dạng thể sai bảo. Thì cái sau cái trường hợp thứ tư này là trường hợp hơi khó,
nếu mà chúng ta không biết cái ngữ căn nó là ở nhóm nào. Dạ. Nhưng mà nếu mà ở trong một câu, ở trong một câu thì mình có thể đoán nó được. Dạ. Ở trong một câu thì nó sẽ xuất hiện cái thành phần. Ví dụ là nếu mà năng động thể thì nó chỉ có ba từ, nếu mà ở dạng thể sai bản thì nó sẽ có xuất hiện bốn từ, ví dụ như vậy. Và dựa vào đó thì mình có thể đoán nó được. Dạ. Rồi thì đây là một số ví dụ, một số ví dụ về các động từ ở dạng năng động thể khi mà nó sử dụng các tiết bị ngữ này. Mình có thể mang lại các ví dụ ở trong phần ngữ căn mà nó có sử dụng các tiết bị ngữ này thì nó cũng ở dạng năng động thể. Tức là nó vừa xài theo ngữ căn mà vừa xài cho cái câu năng động thể. Rồi phần tiếp theo đó là ngoài ra còn có 8 tiếp bị ngữ đặc biệt khác nữa cũng được xem là hình thức lập nên một số động từ năng động thể, đó là alat, ayat, arat, alat, iyat, khat, chasat. Tức là ngoài 15 này, 15 này là ở dạng phổ thông. Dạ. Còn 8 anh này á, thì nó được sử dụng ở trong trường hợp hơi đặc biệt một tí. Nó có những cái lắc léo khác của nó, dù là nó được sử dụng ở dạng năng động thể. Ví dụ ở đây người ta cho mình nè, hai tiếp vị ngữ là a giá y giá được ghép vào những danh từ để lập nên những động từ với ý nghĩa diễn đạt sự thực hành hay giả dụ hoặc ước vọng. Tức là các tiếp vị ngữ trên á, nó chỉ được ghép với ngữ căn để hình thành động từ, ngữ căn là hoặc là với động từ cơ bản để hình thành động từ. Nhưng mà mấy anh này á, thì anh có thể ghép với danh từ để hình thành một động từ. Cái anh này thì nó hơi khó tí. Dạ. Ví dụ như là ở đây người ta cho mình đó là chi rác. Chi rác. Rồi nó cộng với chữ tiếp vị ngữ a giá thì nó thành là chi ra giá. Động từ của nó đó là chi ra giá tí, là trì hoãn. Trì hoãn. Hoặc là hiri. Hiri. Chữ hiri là tạm, nó là danh từ. Nó cộng với tiếp vị ngữ y giá thì nó được là hiri giá, rồi nó trở thành động từ đó, hiri giá tí. Trở nên hổ thẹn. Chúng ta thấy không? Từ một danh từ nó ghép với một tiếp vị ngữ nó trở thành động từ, chứ không phải nó ghép với căn không. Cho nên mấy anh này thì cũng là một cái phức tạp ở trong cái ngôn ngữ. Đô la. Đô la là cái bổng. A giá cộng với tiếp vị ngữ a giá thì nó được là đô la giá. Động từ là đô la giá tí, làm như cái bổng. Chữ bút tá người con trai, nó thấy là cái chữ bút tá nó người con trai, nó cộng với y giá thì nó được là bút ti giá, rồi trở thành động từ đó, bút ti giá tí, đối với con. Hoặc là cái chữ bát tá. Bát tá là cái bát, nó cộng với y giá, nó được thành trở thành động từ đó là bát ti giá tí, ước cái bát. Rồi ba tiếp vị ngữ là a lá, a rá, a lá. Thưa sư cho câu hỏi, ước cái bát là ao ước mong muốn hay là nghĩa sao? Đúng rồi, ao ước mong muốn. Thì ở đây nè, người ta có nói mình là ước vọng, nó là ao ước gì đó. Dạ, rồi con hiểu rồi. Khi nó ghép cái danh từ với cái tiếp vị ngữ đó, nó xài trong ý nghĩa đó. Nó trở thành động từ và nó xài trong ý nghĩa đó. Tức là những cái động từ ở dạng này á, nó giới hạn trong cái khung khổ để sử dụng nó. Nó không phải giống như là động từ ở dạng trên mình sử dụng phổ thông, nó không phải như vậy. Mà nó chỉ được giới hạn sử dụng ở một cái trong những trường hợp này thôi. Như là giả dụ, sự thực hành hay là giả dụ hoặc là ước muốn gì đó thôi, một số trường hợp nhỏ như vậy. Một số trường hợp nhỏ. Rồi ba tiếp vị ngữ là a lá, a rá, a lá
Alat được ghép qua một số ngữ căn để lập nên động từ, cũng diễn đạt ý nghĩa thực hành. Thí dụ như là chú tác với lại Alat, tìm được là chú tác lát tí là chói lọi, hoặc là xanh tác với lại ara. Trường hợp này thì nó ghép với ngữ căn ha, ara santa ra, mình được động từ đó là santa rati, là vượt khỏi. Upakamma rồi ala, nó trở thành động từ đó là upakamma lati, là tiến vào. Đó là ba tiếng tiền chữ. Xin cho con hỏi, chú tá cộng với a lá thành là chô tá hả? Chô tá lá hả sư? Bạch sư. À, chô tá. Chô tá ở đây chữ ú nó đổi thành ô. Những trường hợp này chúng ta để ý khi mà sử dụng ở dạng ngữ căn á, thì cái dạng ú u đổi thành ô, ý y đổi thành y, ý y đổi thành e. Những trường hợp đó nó được sử dụng rất là phổ thông. Chúng ta để ý nó. Khi mình học với ngữ căn thì nó hay có những công thức thay đổi đó. Thôi bây giờ tạm nhiêu đây, sư mệt quá. Vậy sao mình sẽ học tiếp một tí rồi à, mình sẽ đọc đọc văn ha. À, bây giờ mời lớp nghỉ. À, cô Phúc Chiên à, cầm mic để cho lớp học trước. Dạ, Nam mô Bố Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Khai, dạ. Dạ, con xin thay mặt các học viên tụng kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha Chapomatha Devanaga Mahitika Bunyang no Anumodantu Chirang Rakhantu Sasanang. Akasatha Chapomatha Devanaga Mahitika Bunyang no anumodantu chirang rakhantu no garu. Akasatha chapomatha devanaga mahitika. Bunyang no anumodantu chirang rakhantu nyatayo. Akasatha chapomatha devanaga mahitika. Bunyang no anumodantu chirang rakhantu panino. Akasatha chapomatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada idang vatano bunyang asawakaya wahang hontu anagate kale. Sadhu sadhu sadhu.